Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay hai mẹ con mình đi shopping về nên hơi bị mệt một chút, hơi bơ Hơi phờ. Dạ, tại không phải mệt, không phải là đi mệt mà mệt cái túi. túi hơi mệt. Cái túi nó hơi mệt á. Nên mình mua đồ, mua mỹ phẩm chứ bữa nay không có mua quần áo, nhưng mà người ta cho mình mấy cái túi xách nè, cái này để mình xách cơm đi làm. Dạ, mình giữ, người ta xách cái gì không biết nhưng mà tới khi mình là mình sẽ xách cơm. Vỏ coi đẹp. Dạ, nhìn dễ thương. Cái này của Shiseido. Dạ, hiện này. Rồi cái này thì người ta đưa cái vỏ đó thôi, nhưng mà cái này con mình mua cho mẹ mình. Dạ. Mẹ mình trẻ trẻ hoài, đẹp hoài là nhờ mỹ phẩm đó nha cả nhà. Nghe ớn không? Nhờ cái mấy cái dầu này, cái hiệu này. mấy cái hiệu này. Mình chia sẻ với cả nhà, cho cả nhà mình có mua xài dưỡng da đó hay là gì đó thì mua nha, chứ còn cái này thật sự là không phải mà mình quảng cáo cho công ty, tại công ty nó lớn lắm, họ không cần mình quảng cáo. Công ty này họ không cần mình đâu, mình không có gì mà quảng cáo cho người ta. Cả nhà mình thấy cái hộp đẹp dễ sợ. Đây, con bưng, con bưng, con bưng. Mẹ sắp kéo cho mình con. Trời ơi cái hộp nè, wow, cái hộp đẹp quá. Mình không biết là nó tốt cỡ nào, nhưng mà khi mà mình mua một cái sản phẩm gì mà mình thấy cái gói của người ta mà nó đẹp như vậy là thích rồi, đúng không mẹ? Đúng rồi, Tặng cho mẹ. cảm ơn. Có hộp sòn luôn Đã nè. có hộp sòn luôn là sướng quá. Mở. Đó, Oh, wow, wow, thôi nè. Thường thường á, mình xài mấy cái hiệu mẹ mình hồi xưa giờ đó thì mình nói mẹ xài thì mẹ xài cái hiệu này là The History of the Who. Đây, cái này thì Việt Nam có bán, bên Mỹ mình cũng có bán, nhưng mà có nhiều người người ta không có quen á mẹ. Nhưng mà cái này khi mà mình muốn á thì mình phải ghi tên suốt một năm, người ta chỉ có order Một cho lần. một lần thôi, giống như cái dịp lễ lộc Tết nhất gì đó. Đó. Tôi xài cái này hình như mới cái da mà không thấy già. Không thấy già. Không thấy già mà không nhăn Chứ nữa. không phải một phần á, là mình xài cái này là bên ngoài nó protect cái skin của mình, nó làm cho mình trẻ, nhưng mà bên trong á là mình phải uống những thêm những cái bên trong nữa mẹ, cho nó support cho mình. Đúng rồi. Thì ở ngoài mình sức này, bên trong mình uống collagen. Collagen là bên Việt Nam mình kêu là collagen, collagen hay gì đó, thì mình uống cái chai collagen giống như mình mới ban đầu mình uống á, thì mình uống là ngàn chai, mình uống đúng 1 tháng, rồi bắt đầu từ đó cái là mình uống 2 ngàn chai, rồi ở trong mình uống, ở ngoài mình sức cái này, thì cái da của mình hai cái nó phối hợp với nhau thì lúc nào cái da mình nó cũng vẫn nhìn thấy tươi đẹp hết á. Cái hộp đẹp ghê, Cái hộp đẹp nè hả? đẹp. Hai lớp hả phải không mẹ? Có một ngăn nữa. Wow, ngăn nữa, còn được ngăn nữa cả nhà. Hình như đây được không? Wow. Cái ngăn này là nó cho chai nhỏ nhỏ, nó cho mình đi travel quá cả nhà, cho mình đi chơi rồi mình đựng này, Đem theo đem theo đó. nó gọn hơn. Wow, nè mẹ, cái hộp này nè, Cái đẹp ghê. cái chai này á là hồi lúc trước á là nó có con chim gì Phượng Hoàng hay gì đứng ở đây nè, Đẹp. đẹp quá mẹ. Cái này xài lâu lắm á. Hộp son hả? Nó son môi. Thấy là thôi sẵn cũng hết rồi, hết đồ rồi, thành ra mua luôn. Mua, còn mình cũng có chứ mình không có hiền đâu. Mình không có hiền, mình cũng có.
Cũng y như mấy chai lớn này, cái này của bữa cổ nói đó. Không, cái chai này là chai syrup hay gì đó. Cái insane hả? Mấy con này con dưới con mắt. Con mắt. Đẹp chứ. Con thích cái chai màu tím. Nó đẹp. Ủa cái giấy này giấy gì mà không? Thì để cho nó nói cái nó nói về thế nào dạ. Cái đồ ấy kèm của nó ra nhìn cũng đẹp nữa các bạn. Ở chỗ này là mình mua đồ từ hồi xưa tới giờ. Giống như mình mua cho cô Sáu bán ở bên Việt Nam cũng vậy. Mình cũng mua cái chỗ cái cô này. Thì thật sự ra là họ không có giảm giá gì hết cho mình đâu. Tại vì mình chỉ là mua thôi. Chứ mình không phải là mình là người bán. Nên người ta không có được discount. Nhưng mà được có cái là cô này quen. Ví dụ như khi nào mà có cái gì rẻ, nó có cái option mà rẻ thì cô sẽ kêu mình, nhắn tin cho mình. Bữa nay được cái phần này phần kia vậy đó, cho quà nhiều. Mình nghe cho quà là mình ham. Cái này như không quà dưới. Trời ơi hay ghê. Ồ không phải. Dạ yeah, cái này không phải. Không biết ồ cái này có trên cái mặt đó. Dạ wow, quá đẹp luôn á. Thấy cái đẹp. Hộp nó quá đẹp luôn. Thôi bỏ ra mẹ cũng xài hả? Cái hộp này mẹ nhớ đựng hết hộp vàng này nha mẹ. Đựng vàng với đựng tiền. Dạ đựng vàng đựng tiền. Hết cái hộp này xong lên cho con nha. Ừ. Đó. Còn cái này là phần của em. Cái này là phần của mình đây. À, cái cô đó cổ biết mình thích mấy cái dụng dành như vậy nè là cổ cho mình đó. Đây đây cái này là cổ đồ thử và đi. Giới thiệu thêm đồ thử cho mình đây. Tại mình đang xài cái line này nên đó, mình hết ô vui rồi cái bắt đầu mình đổi qua cái line khác. Mình xài mỗi lần mình xài hết là mình sẽ đổi. Mình không có giữ y một cái. Giữ y thì nó không có được. Mấy này cổ cho mẹ nè. Cái cổ cho mẹ xài. Dạ. Còn cái này là cái mask. Mình xài cho cái con mắt á. Xào sắp tới nhiều quá nên mấy cái con mắt của mình, cái con mắt của mình nó bị hơi thâm thâm quần quần đó dưới đây nè. Mình phải đi mua cái hộp về để mà mình đắp lên lại. Cái này đẹp chưa? Nha, ra được thứ hết. Nha. Cái này thì như cho cái trẻ thôi nè, lớp trẻ. Cái này cái giống như là tôn da nha, tôn là vậy đó. Moisturizer. Nha. Còn cái này là cái bill. Cái này là cái bill xin dấu. Yeah. Ủa cổ quên bỏ cái chai của con còn đây nhá. Yeah. Đây bỏ cái chai này của mình đây. Kêu là bên Việt Nam mình hay kêu là lotion á. Nước hoa hồng thì ở đây người ta kêu là lotion hoặc là toner là cũng vậy. Mình thiếu chai mình bây giờ cái này thì yeah. Cũng vậy đó. Cái này cho mẹ trắng da đó. Yeah. Cái đó khách hàng của con có xài vậy. Yeah. Hả? Yeah. Cái bà khách của con á, con order dùng cho bà đó. Dạ hả? Dạ. Cái bộ này đẹp. Mình khui luôn tại mình mua cho mình mà. Mình khui được. Cái này thì đem đi, mình đi travel á, mình yeah. Đi đâu mình bỏ theo nó gọn. Yeah. Mình đem theo. Như mấy cái chai, mấy cái hiệu này thì nó hơi mắc một chút. Nhưng mà mình cũng xài lâu lắm. Nếu mà tính ra mình xài thì một ngày cũng phải tốn khoảng 1 đồng. Nhưng mà nó lâu chứ nó không có. Cái này là da bình thường. Da không khô, không phải da khô mà không phải da dầu, da bình thường. Mình xài cái này. Đó. Cái này của mình nên mình khui. Nè. Đây, cổ nói kim
cô thích cái này không? Cái mình nói tôi thích rồi đổ thải vô cho thôi, chứ còn cái này thì không, cái chỉ cái bóp thôi chứ còn không có dạ ôi mà cái này xài cũng ngon lắm con. Xài hết set này rồi đó. Dạ giờ con đổi lại cái khác. Dạ cái này mấy cô làm trên máy bay á, mấy cô xài. Dạ cái này nè, cho cái da mặt mình nó tươi, cho nó tươi, tại vì mấy cổ làm đi đêm đi hôm rồi đi trên không gian mà nên nó hả nó khô lắm, giống như mình đi máy bay vậy đó các bạn ha. Mình đi máy bay khi mình bước xuống hả, mình tưởng tượng cái da mình nó khô mà nó xấu lắm đúng không, nhưng mà mấy cô xài cái này nên da đẹp lắm, da không có bị cái gì hết. Đây không có gì trong này hết, nhưng mà cổ biết mình thích á, thành ra cổ đưa thì cái này để bỏ make up được. Dạ mình bỏ make up, nhưng mà khi con đi đâu xa thì con có nguyên một cái make up bự lắm. Cái này là khi nào con đi xuống mẹ thôi. Đẹp nó giận như vậy, xuống mẹ là mình thích cái gì see true clear rồi đó, vậy đó, già mà giống như rất vậy đó. Đẹp chứ, cái kiểu đẹp. Dạ yeah. Đẹp đó. Và cái kiểu này á là cái hiệu của mẹ mua đó, nên nó làm thấy fancy ghê hả? Fancy đó. À, nhưng mà con bữa con nói rồi á, con mấy cô đó biết ý con, thấy cái gì mà con dòm cái cổ nó thích hả? Dạ tôi thích rồi. Thích là cho liền. Dạ, giống như cái giỏ đỏ này hồi nãy cũng vậy nè cả nhà. Mình chỉ lại mình rờ mình nó ha, cái này nhìn cũng cute. Mình nói vậy thôi, cái cổ nói Kim mày thích hả? Cái nói da yeah. Mà nếu tôi được, cái bà nó bà đứng bà lột ra bà đưa cho mình luôn. Thấy cũng special. Ta cũng thực tế, ta muốn bán á, ta muốn bán mà các bạn. Rồi với mình là giống như một cái mối luôn vậy mà. Mình mua nhiều lắm. Khi nào mà ai đặt hàng cô Sáu kêu mình lại mình mua có thể một lần mấy ngàn đồng luôn. Thành ra mấy cổ thích mình là thích cái chỗ đó. Đem tiền tới cho anh. Dạ, đem tiền tới là lại vui vẻ nữa. Mình mua đồ mình cũng vui lắm. Mình vui vẻ rồi ấy, cái người ta cho đồ mình thêm. Giống như thí dụ như mình mua đó được có một phần quà gift thôi, nhưng mà với mình đó hả là cho cả đống luôn đó, giống như mẹ mình vậy nè, mẹ mình mà nếu mà đi một mình á là chỉ được một cái này thôi nè. Cái này nè, nếu mà mẹ đi một mình là mẹ chỉ được cái đó thôi. Đó mà mẹ đi với con á là cổ đưa cho mẹ cái này cái kia để cho mẹ thử. Cái này hộp khác, cái đó khác nữa. Cái đó khác. Đang đủ thứ hết trơn. Dạ. Không mà con nghĩ cái này nãy con xếp đó phải không ạ? Giống. Nó giống như vậy nè. Thì đại khái là vậy đây. Cái này á mà mình lên mua online á, mình lên mua online thì mỗi một cái chai như vậy là mấy chục đồng nữa. Đúng rồi, hồn mắt. Dạ, mình mẹ mua một cái chai. Cái chai này không hình như 40. Rồi 40 là 80 rồi. Đó, rồi thêm một cái già, thêm một cái hũ kem nữa. Thì bữa con coi thử đó, cổ nói con không mới biết, cổ nói người ta sẽ bán ở trên đó đó là khoảng là 80 đồng hoặc là 100 đồng cho cái nhỏ này nè. Tại đồ này nó mắc tiền lắm. Mấy cái này có mấy cái chai này đẹp giống một sòn. Mấy chai nó đẹp. Đó. À, mình, bữa nay là mình thu hoạch như vậy đó cả nhà. Mà mình còn một cái nữa. Còn một cái nữa. Một cái này á, là cái của mình thích nhất đây. Bự nhất. Cà phê. Cái máy làm cà phê. Cái này uống espresso hay là cappuccino. Bởi vậy mình ở nhà mình có máy cà phê á, mình ít có khi nào ra mua cà phê ở ngoài lắm.
Làm cà phê này ngon. Cà phê này ngon lắm. Ngon. Dạ. Yeah. Nó có từng cục nhỏ 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 nhỏ. Mỗi một cục là một ly. Dạ, yeah, một cục là một ly thôi. Từ lớn tới nhỏ luôn. Dạ, yeah, mà năm nay là mình chọn cái máy màu đỏ. Cái này là mình tự cho mình tự thưởng cho mình. Đó. Cái máy cà phê kia là con xài dừa đúng 5 năm rồi. 5 năm rồi hả? Dạ, yeah, dừa đúng 5 năm. Cái bữa đó tự nhiên mình đang đứng nấu ăn ở trên này. Ở dưới đây mình nghe cái máy sập thít thít thít. Ủa chị ăn gì vậy ta? Mình đâu có nấu cái gì đâu mà làm nó báo. Cái con quay qua quay lại con nó. Rồi con xuống tự nhiên nguyên nó xả nguyên một cái nước hết. Bắt đầu nó chớp điện lia lịa, cái mình tắt. Lau chùi khô lại cái để cho im. Mình kêu mẹ, mẹ mẹ máy cà phê con nó đòi tiền. Nói vậy ha. Sao mẹ nói rồi. Mẹ nói để điện khô hả mẹ? Mẹ kêu để khô đi rồi con cắm lại thử. Cái mình để một đêm, một ngày một đêm ấy, cắm vô. Chớp 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 rồi đi luôn. Đi luôn. Đi luôn rồi mình cũng chưa chịu dục nữa, mình nó mới 5 năm á. Mới có 5 năm. Thành ra mình chưa chịu dục. Cái mình nói thôi để ngày mai nữa đi. Cái sáng mai nữa mình cũng xuống làm cà phê. Xuống làm cà phê không được. Rồi bắt buộc mình phải pha cà phê phim. Mà lâu, nói thiệt là lâu lắm rồi mình không có uống cà phê phin nữa. Mình chỉ pha trong cái máy nó rất là đậm. Cà phê phin chưa chắc gì mình pha đậm chưa qua cái máy của mình đâu đó. Nên mình không có quen. Cái trời nhiễu từng giọt mà gặp buổi sáng mình uống nóng nữa. Chán quá, chạy đi mua cà phê loại pha sẵn. Về múc bỏ vô uống đỡ. Mà không ngon. Rồi bữa nay phải có dịp rồi là mình phải đi mua lại máy mới. Dạ, yeah, cái này là cái yêu thích của mình đó. Là cái món buổi sáng của mình á. Dạ. Yeah. Nhìn cũng vui vui cả nhà đi. Vui. Tại giờ quần áo hình như là người ta không có đem tới. Người ta không có đem tới, thành ra đồ đạc chống lỏng, chống liễu à. Nên không có mua được đồ. Rồi cái mình chỉ nói thôi mua mỹ phẩm rồi đi về hai má con đi về. Cái này là quý nhất à, cái này là quý nhất rồi, cái này là quý nhất rồi. Yeah. Đặng dòm cho con trẻ hoài. Với uống cà uống thêm collagen nữa. À, phải uống nữa. Yeah. Tại vì mình uống collagen nó giúp cho mình gân xương cốt của mình nữa. Thấy khỏe chứ. Dạ, thấy uống khỏe. Thấy khỏe. À, áo dạ. Bên trong khỏe, áo ngoài mặt thì dạ, đẹp. Dạ, đúng rồi. Giống như mấy bữa mẹ nhớ con hay than với mẹ là con đau nhức hoài đúng không? Mà từ ngày con uống cái collagen tới giờ đó là người nó khỏe, nó đỡ hơn nhiều lắm. Đúng rồi. Nó mình sáng mình dậy giống như mình làm cả ngày thì nó phải có mệt mỏi đúng không? Nhưng mà khi lên giường ngủ rồi sáng ngồi dậy thôi không có giống như đau nhức mà phải chăn trở cả đêm cả ấy nữa. Uống nó ngủ ngon. Dạ, nên mình tự uống cho bản thân mình biết là nó tốt, thành ra mình mới nói. Rất là ok cái mà phải uống, mình phải uống. Yeah, đó. Cái này là võ không. Cái bill này mà thấy ông xã mình mất công té nữa. Thành ra mình để xuống. Nói vậy thôi chứ không có nổi mà té ngửa. Ông ngồi xuống à? Ngồi xuống thôi. Ngồi xuống xỉu chừng 5 phút thôi. Mình khui coi cái hộp mát đây. Cái mát à? Dạ cái mát có con đây. Con tối khuya khuya đó. Con tắm xong rồi rửa mặt rồi cái con lấy một miếng cái con đắp. Mà cái này mình chỉ dùng có từ ngay cái nửa cái mặt thôi. Tại đây rồi nè, đó, lên tới cái trán mình. Đừng cho nó không làm cái mặt mà cái dưới con miếng mắt sưng. Dạ, nó đừng có bị sưng, nó đừng bị bụp bụp á. Giống như mình đứng mình xào, mình nghĩ là cái hơi của ớt á, mặc dù mình có đeo kiến, rồi đeo cái mát, rồi cái siêu phê nữa. Nhầm, có bữa con nói trời khó thở, con lột bớt đó.
hết, nhưng mà nó vẫn bị cái nồng. Bây giờ mình phải sợ nó hư sắc đẹp. Có một cô cũng coi trong kênh của con, cũng mến con nữa, yêu thương con lắm. Cái cô mà gửi rau càng cua cho con đó, kìa, cũng nói chị ơi, chị làm nhưng mà chị phải coi chừng nha, da chị đẹp lắm nên chị phải coi chừng nóng, cái chất nóng cái nói dạ mình cảm ơn, nhưng mà mình cũng thích khe. Dạ. Cái một miếng như vậy. Thế nào mà các bạn có xài ha, những chị em nào có xài cái hiệu này qua là sẽ biết là cái bao nhiêu rồi nó tốt. Có hình như cái này là được 10 miếng. Cái này tính ra có 6 miếng hả má? Dạ 6 miếng à. 6 miếng, nhưng mà mình bật mí cho cái này nha. 6 miếng 165 tập. Cái này mắc lắm. Nhưng mà nó quớt. Mình không phải là mình xài mỗi ngày đâu. Cái này á, có thể mình mua cái rẻ tiền thì mình xài giống như 2-3 ngày mình phải xài một miếng. Còn cái này á là mình xài một miếng mình để, rồi mình có thể mình ngủ được, hoặc là mình gỡ nó ra mình ngủ thì cũng để khoảng 40 phút, 50 phút. Nhưng mà cái này mình xài là phải là 10 ngày mình mới xài lại, giống như một tháng mình xài 3 miếng thôi. Thì nghe mắc thiệt nhưng mà cũng mắc như mình, nhưng mà nó work. Dạ nó work, làm nó cho tốt. Cái da mặt mình nó tốt. Dạ nó tốt. Đó, cái này trong đây. Không có cái gì dụ tiền mình được bằng cái là cà phê, mỹ phẩm, dầu thơm là hết tiền. Dạ, dạ, dạ. À, là cô Năm làm có bao nhiêu là cô Năm hết rồi đó. Còn cái này cô nói nghe, mình nói mình sẽ đi chơi, thật ra cô cho mấy cái nhỏ nhỏ này để cho mình đi chơi. Đó, cô nói là bỏ theo. Đây, phía trong đây là cô nói được thêm một cái mask cho mình nữa đây. Wow, ta gói kỹ dễ sợ, nếu mà gói kiểu này sơ ý là dục liền. Thêm một miếng nữa. Đó, mà sơ ý là nó hụt giấy dục. Dạ, thành ra là mất 15 đô. Mình, đó. Thôi con phải lấy ra vậy nè. Con để như vậy. Dạ, vậy đó. Đó. Ủa, đây thế này mắt. Hai chai của cho con hai chai với một cái hũ nhỏ. Mấy cái này nó làm đẹp lắm cả nhà, làm chút xíu là tỉ mỉ. Cái hộp, cái hộp đẹp ghê. Cái hộp này nè là cổ cho mình nha. À, còn cái mà cổ bán nè. Cái cổ bán con cầm lên con coi, cổ nói cái đó là mới đó. 725 đô cho cái hũ mới lớn vậy nè. Cái mình mới cổ nó mày có muốn mua cái này không, cái này làm cho căng da mặt nè rồi trẻ làm sao. Cái mình nó chưa, tôi không có thể em đâu. Tôi chưa có tiền bữa nay đâu, chưa có mua nổi, chưa có mua nổi bữa nay đâu nha. Mình nói vậy đó, cổ nói ok, nói thôi khi khác đi, bữa nay tôi mua nhiều. Dạ bây giờ thôi. Hai mẹ con của mình là chia sẻ với gia đình. Cái này là mình xin lỗi trước là mình không có phe của gì nha cả nhà. Thông cảm, tại vì cái đây là mình chỉ là đi shop về. Tới cái kênh của mình là kênh chia sẻ. Thành ra mình có cái gì vui vui hay hay lạ lạ gì đó thì mình chia sẻ với đại gia đình của mình. Mong có gì thiếu sót thì bỏ qua. Chứ không phải khoe của, chứ không có phe đâu. Dạ, chứ không có gì phe hết. Rồi, bây giờ mình xin tạm biệt cái video ở đây. Xin hẹn gặp lại cái video kế tiếp. Chúc đại gia đình mình một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc. Tất cả. Bye bye, bye.